Thưa quý vị, tối qua ngày 19 tháng 1 tại khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người lao động với nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Bên cạnh đó, Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong nỗ lực triển khai các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân lao động. Tại chương trình, ban tổ chức tặng 3.500 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành tặng 10.000 vé xe cho đoàn viên, lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê đón Tết. Tri ân 31 doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động chăm lo vì người lao động, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có khó khăn về nhà ở. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm động viên và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Xuân, sinh năm 1931 ở thị xã Quế Võ. Gia đình ông Nguyễn Kế Hòa, sinh năm 1947, là thương binh hạng 2/4 ở thành phố Bắc Ninh. Tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã chúc Tết và tặng quà 30 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay tại Hà Nội, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam, ngày 24 tháng 1 năm 1994, 24 tháng 1 năm 2024. Tới sự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 1994, năm đầu tiên phát động phong trào hiến máu nhân đạo, tỷ lệ hiến máu tình nguyện chỉ đạt 14,5%. Sau 30 năm, đến nay tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 99%. Trong 30 năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta đã lớn mạnh không ngừng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sự thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về hiến máu tình nguyện đã khiến hoạt động ý nghĩa này trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nhờ có nguồn máu an toàn và chất lượng mà công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh được kịp thời, giúp ngành y tế có thể triển khai, áp dụng nhiều kỹ thuật mới hiện đại như ghép tạng, ghép tế bào gốc. Cũng tại buổi lễ, Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã ký kết về việc phối hợp tổ chức chương trình hiến máu Blue Trắng Trái Tim Hồng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán. Nằm trong các hoạt động Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tại thành phố Hà Tiên, hôm nay quân y Bộ đội Biên phòng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân khu vực biên giới. Trong đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí lần này, lực lượng quân y phát thuốc điều trị các bệnh thuộc phạm vi của mình, cũng như khám, sàng lọc, hướng dẫn người dân các biện pháp điều trị. Đây là hoạt động góp phần sẻ chia, giúp đỡ bà con chuẩn bị vui Tết đón xuân, đồng thời cũng là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với đồng bào, bà con đã yêu thương, đùm bọc, tin tưởng, kề vai sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Qua đó nhằm thắt chặt tình quân dân, mang đến cho người dân tại khu vực biên giới một cái Tết ý nghĩa, thiết thực về vật chất và đầy đủ về tinh thần. Trước đó, đoàn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến dân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Hà Tiên và lăng mặt cũ, tổ chức tặng quà cho chính quyền xã Sư Rê Sọc Đông, Sư Rê Sọc Tây và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới huyện Cam Bông Trách, tỉnh Cang Nam, Vương quốc Campuchia. Hưởng ứng phong trào Tết nhân ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, sáng nay tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức chương trình chợ Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Ngay tại chương trình, 1.300 suất quà với tổng trị giá 875 triệu đồng đã được trao tặng tới những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chợ Tết Nhân Ái là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của phong trào Tết Nhân Ái do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức từ năm 2022 đến nay. Chương trình đã mang đến nhiều hình thức tặng quà Tết, cùng nhiều trải nghiệm thú vị như các trò chơi dân gian, gói bánh chưng, viết thư pháp. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chuỗi chương trình chợ Tết hỗ trợ cho những người khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ nay cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2024.
Cùng với thành phố Hà Nội, các cấp hội trên cả nước cũng đặt mục tiêu chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho 63.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, với mỗi suất quà tặng trị giá từ 500.000 đồng trở lên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lên kế hoạch phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm đưa các trường hợp trẻ em, người lang thang, người ăn xin và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác vào các trung tâm hỗ trợ xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm, triển khai phối hợp với tổ công tác các quận huyện, thành phố Thủ Đức, phường xã thị trấn thực hiện tăng cường tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn, đặc biệt là tại các giao lộ, các sự kiện lễ hội, chợ hoa xuân, các cơ sở tôn giáo nơi tập trung đông người, đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội hoặc trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần và các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc sở. Các trung tâm bảo trợ xã hội cũng được yêu cầu bảo đảm đầy đủ chỗ ở, cơ sở vật chất tiếp nhận các đối tượng. Các đơn vị hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi và đúng quy định trong việc tiếp nhận các đối tượng, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định.